Trên tay mình hôm nay đang là bộ chuyển đổi, bộ chuyển quang này, Vitec Audio VT01, hay còn gọi là bộ chuyển đổi âm thanh từ digital to analog ra hai cổng AVRL. Đây, tính năng của nó là chuyển đổi từ âm thanh từ TV từ cổng optical hoặc coax sang tín hiệu là 3.5. Một số cái dòng TV hiện nay thì đời mới thì nó không còn cái cổng 3.5 nữa, mà nó sẽ có cái cổng là cổng optical cổng quang. Vì vậy mà muốn lấy âm thanh từ TV ra loa thì chúng ta phải cần sử dụng bộ chuyển quang. Thì trên đây là bộ Vitec VT01 với tông màu là màu xanh. Bộ này là bộ chuyển quang thường, tức nghĩa là nó chỉ có giải mã âm thanh từ optical ra 3.5 thôi, không có chức năng Bluetooth hay là không có chức năng điều chỉnh âm lượng. Đây là mặt trước của sản phẩm này. Đây, mặt sau này, các thông số sản phẩm và cũng như là cách lắp đặt này. Model VT01 này. Bên trong của bộ Vitec VT01, bộ chuyển quang audio này, thì thứ nhất đó là một cục quang này, hay còn gọi là bộ chuyển đổi ấy. Được thiết kế với tông màu là màu đen, với phông là phông màu xanh bên trên, xanh trắng này. Logo của Vitec VT01 này. Đầu vào thì có thứ nhất là cổng cắm nguồn này, cổng cắm của coax này, cổng cắm của optical này. Đầu ra thì có hai đường ra, thứ nhất là hai đường RL, thứ hai là đường 3.5. Và đây là đèn báo hiện nguồn. Khi mà chúng ta cắm nguồn vào đây thì cái đèn này nó sẽ sáng. Tiếp theo chọn bộ nữa là bên trong hộp sản phẩm thì gồm có một dây quang đi kèm này. Dây quang là dây quang 0.4 và dài của tầm khoảng là 1 mét. Và một cáp nguồn USB để cấp nguồn cho bộ chuyển quang. Bộ chuyển quang đời mới này thì nó đã bổ cái cũ nguồn đi rồi. Các bạn lưu ý nhé, nó bổ cái cũ nguồn rồi thì nó chỉ còn cái cọng dây nguồn cấp nguồn là cái cấp nguồn USB thôi. Và sau đây thì mình sẽ hướng dẫn quý vị các bạn cách kết nối, hay còn gọi là cách lấy âm thanh từ TV hay là các cái đầu kỹ thuật số hay đầu Android TV Box ra qua cái cổng quang này để xuất ra ở đường âm thanh qua đường ra đường loa. Đây là bộ chuyển quang Vitec VT Audio 01 này. Thì để tiến hành lắp đặt cái bộ Vitec VT Audio VT01 này vào từ TV để xuất ra loa thì chúng ta sẽ tiến hành như sau này. Đầu tiên là các bạn sẽ vẽ trên cái dây quang này này. Thì nó có hai cái đầu mút là cái mút trắng này, các bạn để ý này. Hai cái mút trắng bảo vệ dây quang này thì các bạn sẽ tút nó ra. Đây, mua về thì các bạn sẽ phải tút nó ra này. Đây, các bạn tút nó ra nhé, cái đầu trắng trắng này. Cả hai đầu các bạn tút bộ nó đi để sử dụng. Sau khi mà tút bủa rồi thì các bạn sẽ cắm này, các bạn sẽ mở cái dây này ra. Các bạn sẽ cấp hai cái đầu này, một cái đầu vào TV hoặc là cái đầu Android TV Box. Còn đầu còn lại thì các bạn sẽ cấp vào cái quang. Mình sẽ cấp cái đầu này trước. Các bạn sẽ cấp vào cái đầu quang này. Đây là đấy đối với đường optical nhé. Đây, các bạn cắm. Tiếp theo. Các bạn sẽ cấp tiếp cái nguồn cho nó. Đây, các bạn cấp nguồn cho nó, cắm cái cổng nguồn này vào. Còn việc lấy nguồn này thì đầu tiên là cái cổng USB này thì các bạn sẽ lấy từ trực tiếp từ trên đầu Android TV Box hoặc là trên TV, hoặc tiện hơn thì các bạn có thể lấy từ một cái cụ sạc điện thoại. Đây, ví dụ cụ sạc điện thoại này, mình sẽ cắm nó vào để cấp nguồn. Đây, cấp nguồn cho nó đây, nó lên đèn này này. Đây là vào điện. Bây giờ chúng ta sẽ phải lấy cái đầu vào của nó. Đây là cái đầu vào này, thì chúng ta sẽ cấp là lấy cái đường này từ TV này, các bạn cắm cái đường này vào cho cổng quang của từ optical của TV này. Đây, cái đường này. Thì hiện tại mình sẽ quay cái chỗ này là đây là cái con đây là cái con Android TV Box. Android TV Box của mình thì nó có cổng quang này, các bạn để ý này. Đây, cái cổng quang nó đỏ đỏ này, các bạn sẽ cấp cái đầu một đầu của nó vào. Thì đây là cái đầu vào này. Thì trên TV thì các bạn cũng cắm như thế vậy. Đây, cắm đúng chiều nhé. Đây.
Đây, sau khi mà đã cắm cái đầu cổng quang từ một đầu từ TV hoặc là từ Android TV box xuống thì các bạn sẽ nhận rõ ra để kiểm tra này. Đây, cái đầu cổng quang này nó đỏ đỏ này. Đây là tín hiệu dây quang này, sờ vào nó không giật đâu. Quang là đầu optical này rất là an toàn. Đây, các bạn cắm lại này. Đây. Bây giờ đường ra này thì có hai đường ra, thứ nhất là đường ra 3.5 và thứ hai đường RL. Thì hiện tại mình sẽ kiểm tra cái đường 3.5 trước. Thì đây là cái jack của ra loa của mình. Đây. Thì tiếp đây là jack ra loa này, một đầu ra hai đầu này. Đây mình. Trên đây thì mình đã giới thiệu qua về bộ chỉnh đổi âm thanh optical hay còn gọi là bộ chỉnh audio convert digital ra analog VTech VT01 để lấy âm thanh từ TV ra loa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip.